bắt đầu luyện chứ. Tôi xin lỗi, tiếp tục. Em đang đoay. Tôi cũng. Bảo yêu cầu công việc công xưởng. Tên tôi là Trịnh Văn Hiếu, sinh ngày 25/4/1988. Số hộ chiếu B0374-3132. Tôi đã trúng tuyển đơn hàng nhà máy công ty Hồng Dương, địa điểm Đài Trung, thời hạn hợp đồng là 3 năm, theo hợp đồng 25 6 tháng 15 ngày 12 năm. Yêu cầu khác, yêu cầu người lao động tuân theo sự quản lý, sắp xếp bộ phận công việc theo từng công đoạn của công ty được sắp xếp và bộ phận nào làm bộ phận đó. Thời gian học việc chưa thạo việc có thể được tăng ca, cần phối hợp với sự sắp xếp của chủ sử dụng, nghiêm túc học tập, tuyệt đối không được có thái độ không hợp tác khi chưa được sếp tăng ca. Nếu có thái độ không tốt, không phối hợp, không tuân theo sắp xếp, chủ có thể không cho tăng ca và thậm chí chấm dứt hợp đồng. Vì vậy yêu cầu lao động cần nỗ lực ngoan ngoãn phối hợp trong công việc. Sản phẩm hoàn thiện của công ty có thể được hình thành từ nhiều bộ phận, linh kiện và nguyên liệu vật liệu khác nhau. Có thể lao động được sắp xếp sản phẩm vật liệu thô và chưa định hình được sản phẩm của các bộ phận sau. Lao động cần phải hiểu rõ được từng sản phẩm linh kiện nguyên liệu của công ty để tránh phát sinh những vấn đề hiểu sai của công việc. Có thể bước đầu khi chưa hiểu sản phẩm của công ty không được thắc mắc hay kiện tụng sai bảng công việc, phối hợp tăng ca giảm ca đối với đổi ca theo sự sắp xếp của công ty, tuân thủ mọi quy định quy tắc trong công ty và quy định ký túc xá. Sản phẩm kính nghệ thuật, vách kính, kệ kính, cửa kính, mô tả công việc, thao tác máy, gia công, cắt mài, phun cắt, lắp ráp thành phẩm, phối hợp làm phun sơn hoặc kỹ thuật học phun sơn, bảo dưỡng máy móc, lau chùi quét dọn, lắp đặt theo sắp xếp công việc của chủ sử dụng, ưu tiên biết lái xe, biết tiếng, giờ tăng ca 2 cho đến 3 giờ một ngày. Môi trường làm việc công xưởng, mức lương xe cơ bản đợi 27.400 nhân dân tệ, phí ăn ở là 2.500 đến 3.500 nhân dân tệ, dự kiến nóng mà. Xuất cảnh ngày 27/11/2024, hình thức tuyển dụng người form, tình trạng sức khỏe hiện tại có thắc mắc bệnh gì không? Không, đã từng phẫu thuật gì chưa? Chưa, tôi cam kết hiện tại sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ bệnh lý nào, tim mạch, huyết áp, dạ dày, phổi, xương khớp, thể lực, thị lực, thính lực hoàn toàn bình thường. Tôi tự biết bản thân phải giữ gìn sức khỏe để đảm bảo làm tốt công việc chủ sử dụng giao phó. Nếu vì lý do sức khỏe tôi không thể tiếp tục làm việc, tôi sẽ chịu trách nhiệm về nước vô điều kiện và không có bất kỳ thắc mắc điều kiện gì. Tôi cam kết sẽ làm kết tôi sẽ cam tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối sẽ không phá hợp đồng về nước, xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ, tôi sẽ không nhận lại bất kỳ chi phí nào từ môi giới và phải bồi thường chi phí làm giấy tờ từ chủ sử dụng là 52.800 nhân dân tệ. Tôi cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, nội dung công việc như đúng trên. Tôi hoàn toàn đồng ý và không thắc mắc điều gì. Hà Nội, ngày 20/11/2024, họ tên lao động Trịnh Văn Hiếu. Em làm rõ nội dung công việc em sang này đang làm gì chưa? Dạ rồi chị ạ. Về sản phẩm máy kính nhé. Vâng ạ. Hàng ở đấy chung nhé, cố gắng làm nha em nhé. Vâng.